trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Chelsea vừa thua Aston Villa 0-1. Jose Mourinho, người đã chứng kiến hai cầu thủ của mình bị trọng tài Chris Foy đuổi ra khỏi sân, đã tỏ ra khó chịu. Ông đứng trước ống kính truyền thông và tỏ rõ thái độ khó chịu, muốn trả lời nhanh chóng để có thể rời đi ngay lập tức với cục tức trong người. Sau đó, như thể có một điều gì đó xảy ra, bối cảnh trong phòng họp báo đã thay đổi một cách nhanh chóng. Mourinho đã không hề trả lời cánh phóng viên trong sự bực tức. Ông đã sẵn sàng ngồi để trả lời gần như tất cả các câu hỏi của họ với sự tôn trọng hàng đầu dành cho cánh nhà báo. Đây là điều khiến tất cả đều cảm thấy bất ngờ, bởi chỉ vừa vài phút trước thôi, rõ ràng người ta thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ vẻ giận dữ, khó chịu khi trận đấu kết thúc. "Tôi không muốn nói," Mourinho nói với Sky Sports. "Nếu tôi nói ra, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Đang gặp rắc rối lớn. Và tôi không muốn gặp rắc rối lớn." Và đây cũng là một trong những câu nói khó quên nhất của bóng đá hiện đại, là điều không cần bàn cãi, được viết ra trên các trang báo, giống như những cuốn sách mà trẻ em hay đọc. Đó là bài học về đạo đức, về cách ứng xử của bạn trong việc giữ mồm miệng, khi nào nên nói, khi nào không. Chính điều này đã giúp cho cựu huấn luyện viên Chelsea trở nên tinh tế khi cần. Nó cũng là một nghiên cứu về logic cơ bản. Nếu tôi làm X, tôi sẽ nhận được A. Tôi không muốn A, vì vậy tôi không nên làm X. Có một câu trích dẫn tào nhã có thể làm hài lòng một triết gia ngôn ngữ thoáng qua. Tuy nhiên, cả hai điều cân nhắc đó đều không giải thích được rõ ràng việc chia sẻ của Mourinho trước truyền thông là như thế nào. Nó sẽ đến từ nhiều yếu tố khác nhau dựa trên một hoạt cảnh như thế nào. Nếu Mourinho thực sự không muốn nói, ông ấy có thể chỉ à, không nói. Khi giải thích lý do, huấn luyện viên đã bộc lộ cảm xúc của mình. Đó là lý tưởng của Flatton về một bình luận mà bản thân mình sẽ không bình luận. Như vậy, câu trích dẫn đã có một đời sống riêng của nó. Mọi người sử dụng nó, và hình ảnh khuôn mặt của Mourinho chỉ tiết lộ chút ít ma thuật hỗn loạn. Trên Twitter liên tục, bạn bè, người thân và đồng nghiệp sẽ gửi nó cho bạn trên WhatsApp. Nó có thể áp dụng cho một loạt các tình huống đáng ngạc nhiên, đưa ra sự phủ nhận hợp lý và thường biểu thị sự khuất phục trước những niềm vui đặc biệt mà người ta đón nhận được trong cuộc sống. Ca khúc "Mail Make Me Do It" của rapper người Anh Stormzy năm 2022 thậm chí còn có lời bài hát "Tôi không muốn nói giống như tôi là Jose". Trong đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được nhìn thấy đang thực hiện cử chỉ im lặng cùng với người phóng viên đến từ London trong video. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm của Ipswich. Do đó, có sự ồn ào và phân tích ngôn ngữ trong hành động đó của Mourinho. Nhưng đây cũng là cơ hội để suy ngẫm về tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn của Mourinho đối với ngôn ngữ bóng đá, về cách mà những lời nói và đào sâu của ông ấy đã định hình, hoặc ít nhất là phù hợp với cách chúng ta nói về các trận đấu vào năm 2024. Đầu tiên, chúng ta nên xem xét xem có bao nhiêu chủ nghĩa Mourinho đang xuất hiện. Rõ ràng nhất đó là người đặc biệt, biệt danh mà Mourinho tự đặt cho mình trong cuộc họp báo đầu tiên ở Chelsea, mặc dù thực ra ông ta chỉ gọi mình là người đặc biệt. Bạn không thể gọi chính xác đây là một xu hướng. Hầu hết các nhà quản lý thích giữ lòng tự trọng cho riêng mình, hoặc ít nhất là không đi quá xa với việc thần thoại hóa. Nhưng những dư chấn vẫn còn được đảm nhận gần đây, như năm 2015 khi Jurgen Klopp miễn cưỡng tự nhận mình là người bình thường sau khi được ra mắt với tư cách là huấn luyện viên Liverpool. Mourinho không chỉ tự nghĩ ra những biệt danh cho mình trong thời gian ở Stamford Bridge. Ông mô tả đối thủ không đội trời chung của mình, Arsene Wenger, là một kẻ hay rình mò. Ông ấy thích quan sát người khác, và sau đó, đáng nhớ hơn nữa, là chuyên gia về thất bại. Một nhãn hiệu ngày càng gắn bó hơn trong những năm qua, và cuối cùng là phải gánh lấy sức nặng của lời tiên tri. Có lẽ đóng góp lớn nhất của ông cho diễn ngôn bóng đá chính thống là đỗ xe buýt, hiện được sử dụng rộng rãi đến mức nguồn gốc của nó đã bị lãng quên. Lần phát sóng đầu tiên của nó là vào tháng 9 năm 2004, sau khi Chelsea bị Tottenham Hotspur của Santini cầm hòa không đều. Vì vậy, chúng ta phải cảm ơn Santini với tất cả những trò đùa vui nhộn bằng hình ảnh trên Twitter liên quan đến việc huấn luyện viên của các đội đến sân vận động. Những đóng góp khác đã tạo ra nhiều điểm thích hợp hơn trong từ điển bóng đá. Việc anh ấy sử dụng cụm từ di sản bóng đá được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đoạn độc thoại đầy mê hoặc. Tự bào chữa sau khi đội bóng Manchester United của mình thua Sevilla ở Champions League vẫn xuất hiện khá thường xuyên, được người hâm mộ sử dụng một cách mỉa mai khi câu lạc bộ của họ vừa kết thúc trận đấu. Đó là một điều gì đó đáng xấu hổ với nửa đỏ thành Manchester. Sau đó là câu nói yêu thích của cá nhân tôi. Một câu tôi sử dụng, nếu chỉ trong đầu, khoảng một lần một tuần, nó xuất phát từ thời Mourinho làm huấn luyện viên Spurs sau trận khách gặp Southampton.
Trong cuộc họp báo đó, Mourinho được hỏi về cuộc cãi vã giữa ông với một nhân viên phòng hậu trường của đối phương và ông đã bị thẻ phạt. Mourinho nói: "Thẻ vàng là công bằng vì tôi đã thổ lỗ, nhưng tôi đã thổ lỗ với một cái tên ngốc." Bên ngoài nước Anh cũng vậy, những lời nói của Mourinho vẫn luôn đọng lại trong tâm thức dư luận. "Những người sợ hãi hãy ở nhà" là câu thoại lịch sử trước trận đấu đầu tiên của ông với tư cách là huấn luyện viên tại Benfica. Còn một trận nữa sau khi đội Lisbon thua trận đó, ông nói: "Đội này cần một đòn roi về phương pháp chơi bóng đá." Trước khi trở thành người đặc biệt, Mourinho còn có một sự tỉnh táo khác. "Tôi đi từ nhà đến sân vận động và từ sân vận động về nhà", huấn luyện viên này nói vào năm 2001. "Tôi dành cả buổi tối để lên kế hoạch cho các buổi tập. Tôi là một tu sĩ bóng đá." Một năm sau khi đổi União de Leiria sang Porto, ông đã đưa ra câu nói được coi là nổi tiếng nhất của mình bằng tiếng Bồ Đào Nha, giống như: "Nếu tôi nói..." Nó chứa đựng những gợi ý về một cuộc đàn áp phức tạp, ám chỉ một âm mưu trọng tài và huấn luyện viên này tin rằng đang khiến cho cuộc sống của phe mình trở nên khó khăn. Mourinho nói: "Trong điều kiện bình thường, chúng tôi sẽ vô địch. Và trong điều kiện bất thường, chúng ta cũng sẽ là nhà vô địch." Ở Ý, với tư cách là huấn luyện viên của Inter Milan, mục tiêu của ông thường là Juventus. Chỉ có một vòng cấm 25m ở Ý. Ông nói vào năm 2010, đề cập đến số quả phạt đền mà đội bóng thành Turin đã được hưởng những tuần trước đó. Đáng chú ý hơn, có câu nói nổi tiếng về mại dâm ý thức. Đỉnh điểm là việc người đặc biệt liệt kê các đối thủ vô địch Inter và nhắc nhở mọi người rằng họ chưa giành được gì cả. Dòng chữ không danh hiệu nhanh chóng được in trên áo phông ở Milan. Tại Real Madrid, ông gọi Tito Villanova, khi đó là trợ lý huấn luyện viên của Barcelona, là Pito, nghĩa đen là ống, nhưng cũng là tiếng lóng để chỉ cơ quan sinh dục nào. Một sự thật mà ông, một cựu dịch giả, chắc chắn biết. Đánh giá của ông về các cầu thủ của mình thậm chí còn chặt chẽ hơn. Bedrolian không phải là Zinedine Zidane hay Maradona, có thể được coi là văn bia của Bedrolian, sau đó là đặc điểm của anh ấy về Karim Benzema. Mourinho nói về tiền đạo này: "Với một con chó, bạn săn được nhiều hơn và săn tốt hơn. Nhưng nếu bạn không có chó và bạn có mèo, bạn sẽ đi săn cùng mèo." Bạn không cần phải thích Mourinho với tư cách là một huấn luyện viên hay một con người để đánh giá cao sức mạnh của những gì ông nói. Nó giống như Machiavelli được Shakespeare viết lại. Chắc chắn rằng đây là một trong những lý do khiến cho rất nhiều chủ nghĩa Mourinho đã được đưa vào từ điển bóng đá. Chúng chỉ là những cụm từ hay, và những cụm từ hay sẽ có tác dụng lâu dài hơn trong bộ môn thể thao vua. Những lời nói của Mourinho không gây ra bất kỳ điều gì như vậy, nhưng công bằng mà nói thì ông ấy đã cưỡi làn sóng, thậm chí có thể tạo cho nó một chút động lực chỗ này, chỗ kia. Mourinho là thế, ông luôn đặc biệt và sẽ mãi là người đặc biệt duy nhất của bộ môn thể thao vua này bởi những thứ mà mình tạo ra cũng như làm được với nó.